Thưa quý vị và các bạn, xâm nhập mặn mùa khô năm nay ở mức cao hơn cùng kỳ. Từ các giải pháp chủ động, Sóc Trăng đã hạn chế thấp nhất ảnh hưởng do hạn mặn. Tình hình hạn mặn dù đã được dự báo từ trước và ngành nông nghiệp địa phương đã khuyến cáo, nhưng do giá lúa tăng cao, nông dân đã xuống giống vụ đông xuân muộn. Trong quý 1, có trên 588 hecta lúa bị ảnh hưởng do thiếu nước kết hợp ngộ độc phèn và trên 32 hecta lúa thiệt hại hoàn toàn ở giai đoạn đẻ nhánh. Công tác phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, tiếp nước, đảm bảo sản xuất và sinh hoạt cho người dân là nội dung chính làm nóng hội trường phiên họp thường kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá tình hình kinh tế xã hội quý 1 và bàn phương hướng nhiệm vụ quý 2 vừa diễn ra vào chiều nay ngày 10 tháng 4. Dự tại phiên họp có ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Lâm Hoàng Nghiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế quý 1 năm nay của tỉnh đạt 4,44%, cao hơn cùng kỳ. Trong 3 tháng đầu năm, công tác phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm. Tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống hạn mặn, thiếu nước, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất sinh hoạt. Qua đó góp phần hỗ trợ nông dân tại vùng có nguy cơ nhiễm mặn thực hiện thắng lợi vụ lúa đông xuân, vụ lúa quan trọng nhất trong năm. Kết thúc quý 1, diện tích và sản lượng lúa đều tăng so cùng kỳ. Con nước từ ngày 21 âm lịch đến ngày hôm qua. Ngày hôm qua là mùng 1 tháng 3 âm lịch. Thì nói chung là đối với cái cống mà đập của bà Sẫm á là chỉ hơn 1 phần ngàn. Một phần 2, 1/3, 1/4. Có lúc xuống còn 0,6. Thì nói chung là huyện Long Phú là chỉ đạo đối với thủy lợi đó là mở cống để lấy nước vào. Thì nói chung là nhờ cái con nước này đó thì nói chung là bà con nhân dân đỡ về cái vấn đề mà thiệt hại trong cái vụ lúa sản xuất vụ 3. Nên thì nói chung là có thể nói là đến thời điểm này thì đối với cái diện tích mà lúa vụ 3 của Long Phú thì cơ bản là an toàn, không có thiếu nước. Đó thì nói chung là cái này cũng một cái điều phải nói rất là mừng. Và một số diện tích của bà con nông dân đã thu hoạch rồi đó, thì mặc dù có thiệt hại nhưng mà cũng có những hộ mà xã hay xóm đó, thu hoạch đó, thì có hộ thì đạt hơn 5 tấn rưỡi lúa trên 1 hecta. Các giải pháp triển khai phát triển nuôi tôm nước lợ tiếp tục được quan tâm. Trong 3 tháng đầu năm, các ngành công nghiệp, các sản phẩm công nghiệp chủ yếu của tỉnh nhìn chung đều tăng so cùng kỳ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội, tổng mức bán lẻ hàng hóa giá trị xuất khẩu tăng so cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu quý 1 đạt 350 triệu đô la Mỹ, trong đó các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh như thủy sản và gạo đều tăng. Dịch vụ du lịch có nhiều khởi sắc, doanh thu tiếp tục giữ vững. Doanh nghiệp có dấu hiệu phục hồi, số doanh nghiệp gia nhập thị trường tăng so cùng kỳ, đồng thời số doanh nghiệp giải thể giảm. Công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Thu ngân sách nhà nước tăng sau cùng kỳ. Văn hóa xã hội được quan tâm. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững. Trật tự an toàn xã hội cơ bản đảm bảo. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quý đầu tiên của năm 2024 vẫn còn không ít khó khăn đặt ra. Chỉ số sản xuất công nghiệp cơ bản tăng sau cùng kỳ, tuy nhiên chưa đạt tốc độ theo kế hoạch đề ra. Giá thu mua tôm thẻ, rau màu tuy có xu hướng tăng nhưng giảm so cùng kỳ. Trong quý xảy ra 2 ổ dịch tả heo châu Phi gây thiệt hại về tài sản cho người dân. Số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động còn tăng so cùng kỳ. Tình hình tai nạn giao thông tăng trên cả 3 tiêu chí so cùng kỳ gây thiệt hại về người và tài sản. Trên địa bàn xảy ra 1 vụ cháy. Những vụ việc có dấu hiệu tội phạm về trật tự xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường và có chiều hướng gia tăng. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương và các sở ngành đã có nhiều kiến nghị liên quan đến cụm công nghiệp, quy hoạch vùng huyện, sắp xếp nhà ở công, đo đạc đất công, khai thác nước cung cấp cho người dân trong giai đoạn hạn mặn hiện nay, bổ sung vốn cấp bách đầu tư cống Tam Sóc, Xẻo Gừa. Ngoài ra, còn nhiều kiến nghị khác liên quan đến khó khăn đặt ra đối với việc tinh giảm biên chế ngành giáo dục, độ mặn chưa ổn định, ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản, nâng cấp mở rộng cống trên tuyến đê biển, kiểm soát chất lượng tôm giống. Địa bàn thành phố thì năm nào học sinh cũng tăng hết, mà coi như theo lộ trình ấy, thì 3 năm 24, 25, 26 thì ở lĩnh vực giáo dục thành phố Sóc Trăng sẽ giảm 60 biên chế, thì tương ứng với một năm là giảm 20 biên chế.
Thì báo cáo các anh chị một năm giảm 20 quy chế thì căn cứ theo quy định của Bộ Giáo dục thì một lớp học là không quá 35 em thì giảm 20 biên chế là phải giảm 700 em học sinh. Mà báo cáo các anh chị thì thành phố, thì địa bàn thành phố thì lúc nào học sinh cũng tăng. Có khi là các em học sinh ở huyện về học, rồi các em là coi như theo cha theo mẹ chuyển công tác từ huyện lên tỉnh thì cũng về để học. Cho nên là cái này là rất là khó. Mà nếu mà học sinh, có học sinh mà không có biên chế, không có giáo viên thì đứng lớp đó, thì nếu mà chúng ta ép mỗi lớp là 40-45 học sinh thì không đạt cái chuẩn quốc gia. Thì cái này là rất khó trong lĩnh vực giáo dục. Làm sao tăng cường cái kiểm soát chặt chẽ chất lượng con tôm giống mà nhập về tỉnh của Sóc Trăng chúng ta hiện nay? Thì báo anh hiện nay một số cái trại ươm giống rồi đó thì chúng ta không có kiểm tra, tiếng là chúng ta có nhưng mà chúng ta vẫn còn một số đơn vị thì họ giống như họ làm chui. Thì về chất lượng con giống mà người dân, tâm lý người dân hiện nay đi mua giống thì họ không cần phải qua kiểm tra kiểm định chất lượng này. Đây là cái khó khăn. Và hiện nay thì trên địa bàn Vĩnh Châu cũng như các đơn vị địa phương, các đồng chí lãnh đạo đây thì hiện nay có cái bệnh mờ độc, cái mờ độc ấu trùng tôm á, chỗ này thì cái bệnh thủy tinh con tôm á, thì báo anh hiện nay mình chưa có giải pháp đưa ra để trợ giúp cho người dân, cũng như này cũng đề nghị sở nông nghiệp có thể là phối hợp với các cái viện nghiên cứu hoặc là ở các cái đơn vị có cái giải pháp để hỗ trợ cho người nông dân. Tại phiên họp lần này, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh đã trình bày dự thảo kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh và hồ sơ quy hoạch tỉnh, xin ý kiến các sở ban ngành và các huyện, thị xã, thành phố. Phát biểu kết luận phiên họp thường kỳ quý 1, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, điểm sáng của tỉnh trong quý 1 là chỉ số PAPI, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, đứng thứ nhất trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và đứng thứ tư cả nước, tăng 20 bậc so với năm trước. Đây là niềm phấn khởi rất lớn của tỉnh trong quyết liệt chỉ đạo. Đối với tình hình hạn hán xâm nhập mặn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị cần quyết liệt hơn trong vụ lúa đông xuân muộn. Đặt vấn đề tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị cần rà soát lại chỉ số sản xuất công nghiệp. Đối với doanh nghiệp rút khỏi thị trường, đây là vấn đề đặt ra, vì vậy các sở ngành và ngân hàng cần quan tâm tạo điều kiện cho doanh nghiệp trên địa bàn. Về tình hình dịch bệnh, số ca tay chân miệng tăng đến 70%, ngành y tế cần quan tâm vấn đề này. Tình hình tội phạm trật tự xã hội và tai nạn giao thông cũng là vấn đề Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đặc biệt lưu ý. Trước những vấn đề đặt ra trong quý 1, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị nhiều phần việc cần tập trung trong quý 2 và các quý còn lại của năm. Tập trung thực hiện các cái thủ tục để triển khai cảng biển Trần Đề. Đây là một cái nội dung mà có thể chiến lược, nội dung chính mà Ban Thường vụ cũng đã quyết liệt để chỉ đạo chúng ta thực hiện công tác ứng phó với xâm nhập mặn và thời tiết nắng nóng. Nãy giờ các đồng chí cũng có ý kiến rất nhiều vấn đề này, và tỉnh cũng thành lập đoàn để kiểm tra rồi, cũng đã chỉ đạo rồi. Nhiều công tác chủ động chúng ta có xây dựng cái phương án rồi hết, nhưng đến thời điểm này qua rà soát nắm tình hình thì không biết còn nữa hay không, chứ đến thời điểm này thì còn 6.500 hộ khả năng bị thiếu nước cục bộ. Cho nên là tôi có chỉ đạo Sở Nông nghiệp, các đồng chí phải phối hợp chặt với địa phương, nắm số thật khả năng thiếu nước sinh hoạt cục bộ để báo cáo với ủy ban, đề xuất giải pháp. Cho nên bây giờ phải tính toán để xử lý cục bộ từ đây đến tháng 5 là bảo đảm là hết thiếu nước rồi. Cho nên là các đồng chí phải rà soát kỹ rồi báo cáo đề xuất với ủy ban để xử lý cục bộ từ đây đến có thể là đầu tháng 5 là giờ có mưa. Về lâu dài á, ủy ban cũng đã chỉ đạo sở xây dựng để nghiên cứu để quy hoạch các cái hồ chứa nước để lấy nước mặt á, thì mình còn cái lâm trường Phú Lợi gần 1.000 hecta đó, thì có thể mình quy hoạch 300 hecta để xây dựng khoảng 5 hồ. Nếu điều kiện còn khó khăn thì chúng ta phân kỳ ra đó. Xây trước 1 hồ, 2 hồ, sau 30 chúng ta xây thêm khoảng 5 hồ. Về lâu dài chúng ta tính. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ông Trần Văn Lâu nhấn mạnh tại phiên họp, tốc độ tăng trưởng kinh tế dù có tăng so cùng kỳ, tuy nhiên vẫn còn thấp. Trong quý 2, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị làm sao để mạnh tốc độ tăng trưởng cao bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân cả nước.